There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 7 tháng 7 năm 2015. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược xoay trục sang Hoa Kỳ? Thủ tướng Việt Nam đề nghị Nhật cấp tàu tuần duyên mới. Cử tri Hy Lạp thách thức đòi hỏi của châu Âu. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Một chuyên gia về Việt Nam đã đặt câu hỏi, có phải Việt Nam đang tái cân bằng chiến lược xoay trục sang Hoa Kỳ? Trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm 6 tháng 7, giữa lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khởi sự chuyến công du chính thức tới thăm Washington. Giáo sư Carl Thayer trích các nguồn tin ngoại giao nói rằng Việt Nam đã dồn nỗ lực vận động để vượt qua một số khó khăn về mặt nghi thức. Hà Nội đã kiên trì vận động để được Tổng thống Barack Obama đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng không có người tương nhiệm trong hệ thống chính trị Mỹ. Theo các nguồn tin ngoại giao, Tổng Bí thư Trọng sẽ được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó, Tổng thống Obama sẽ tham gia các cuộc thảo luận. Có tin cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ gặp bà Hillary Clinton, nhân vật có triển vọng nhất có thể được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư Thayer nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Obama có ý nghĩa đặc biệt, và bất cứ sự đồng thuận nào mà hai ông đạt được trong lần gặp gỡ này sẽ đặt nền móng cho quan hệ Mỹ-Việt giữa lúc hai nước đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp chính trị với thay đổi nhân sự ở các cấp lãnh đạo cao nhất. Năm 2013, Tổng thống Obama và vị tương nhiệm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện. Mới đây hơn, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký tuyên bố về tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Đây sẽ là những văn kiện chủ yếu làm khung cho các quan hệ song phương trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016, trong đó sẽ thông qua chiến lược trong 5 năm tới. Việt Nam coi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một động thái công nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam. Và chuyến đi sẽ dọn đường cho những chuyến công du của các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Báo The Washington Post đăng bài viết của trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân nói rằng chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tín hiệu cho thấy sự tôn trọng của Mỹ đối với sự lựa chọn về thể chế chính trị của Việt Nam. Nhận định về vấn đề này, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh để dân chủ hóa Việt Nam đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, nhận định. Trong hai lần Tổng thống Mỹ tiếp những nhân vật cao cấp nhất của Việt Nam, thì chúng ta đều thấy rằng là chính quyền Mỹ đã tiếp những cái nhà hoạt động chính trị. Lần này đó thì Hội đồng An ninh Quốc gia đã tiếp đại diện của 3 tổ chức chính trị, mà trong đó có một tổ chức chính trị mà người sáng lập và lãnh đạo hiện có mặt tại Sài Gòn. Thành ra Mỹ đã gửi ra một cái thông điệp có hai nội dung. Một nội dung là công nhận Đảng Cộng sản hiện nay đang cầm quyền ở Việt Nam. Và một nội dung thứ hai là ủng hộ những tiếng nói đối lập. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đây đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện cái việc ủng hộ này. Và tôi nghĩ rằng đây là một cánh cửa mở ra cho lực lượng đối lập chính trị hoạt động trong thời gian tới ở Việt Nam. Hãng tin AP tường thuật rằng vấn đề nhân quyền vẫn là một khó khăn chủ yếu giữa lúc chiến dịch đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam tác động tới sự ủng hộ chính trị tại Quốc hội Mỹ cho tiến trình thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà các chuyên gia cho rằng không những mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam mà còn phục vụ các lợi ích an ninh của Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Việt Nam chắc cũng đã thấy được cái điều này và chắc chắn là họ cũng phải tìm cách để mà thay đổi cái chính sách để có thể hòa nhập được vào cái chính sách chung của Thái Bình Dương về mặt kinh tế là TPP và về mặt quốc phòng an ninh, mà tôi nghĩ rằng là sau Đại hội 12 chúng ta có thể thấy nó hiện ra rõ hơn. Hãng tin AP dẫn lời ông John Sifton, đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở Washington, nói rằng Tổng thống Obama nên được hoan nghênh vì đã tiếp tục gây sức ép với Hà Nội đòi phóng thích tù chính trị, tôn trọng quyền người lao động và tự do tôn giáo.
Nhưng ông Sifton nói vấn đề nằm ở chỗ những đòi hỏi đó đã không được đáp ứng đúng mức. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, có trụ sở tại Paris và là nhà vận động tự do tôn giáo, nói rằng ông đồng ý với quan điểm đó. Hoa Kỳ muốn giúp đỡ thì nên nghĩ tới 90 triệu dân hơn là chỉ nghĩ tới một cái chính quyền. Ngoại giao thì dĩ nhiên bao giờ nó cũng xảy ra giữa các nhà lãnh đạo. Nhưng mà dưới các nhà lãnh đạo thì cái tầng lớp nhân dân rất là lớn. Tự do thì hoàn toàn không có. Thành ra nói rằng nhân quyền chỉ là một cái mộng ước thôi. Chứ còn trong thực tại Việt Nam thì tuyệt đối không hề có sự tôn trọng nhân quyền. Chẳng những thế mà còn đàn áp một cách khốc liệt các tôn giáo tại Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng bị cầm tù vì những hoạt động đấu tranh đòi dân chủ trong nước, nhận định là muốn có dân chủ bền vững, Việt Nam phải thay đổi thể chế chính trị. Phải mở rộng tự do dân chủ cho nhân dân, công nhận những cái quyền của người dân và sau cùng là phải công nhận cái hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng thì lúc ấy đất nước Việt Nam mới thực sự có dân chủ bền vững. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng tình hình trên thế giới đã thay đổi với các yếu tố địa chính trị mới. Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chính sách bành trướng đi kèm với những hành động gây hấn ở Biển Đông, thì những lợi ích của hai bên, Mỹ và Việt Nam, đang hội tụ về một điểm. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói: Tôi nghĩ rằng là cái tình hình Việt Nam đã bước sang một cái giai đoạn mới và cái quan hệ Việt-Mỹ cũng bước sang một giai đoạn mới. Chúng ta hy vọng rằng Việt Nam sẽ phải thực hiện cái đổi mới mà quốc tế gọi là đổi mới 2, tức là đổi mới về văn hóa và chính trị sau cái đổi mới 1 về kinh tế. Giáo sư Thayer cho rằng trong bối cảnh hệ thống làm quyết định của Việt Nam luôn bị che lấp dưới một màn bí mật, giới phân tích quốc tế cho rằng có hai phe trong bộ chính trị. Một bên là phe bảo thủ, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phe cải cách, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là nhân vật được tin là đang tìm cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và có thể cả các quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Theo giáo sư Thayer, sự khác biệt về quan điểm trong các phe phái trong nội bộ bộ chính trị phức tạp hơn nhiều, không chia rõ rệt thành phe thân Trung Quốc và phe thân Mỹ, mà khác biệt chủ yếu là trên sự đánh giá và quan hệ với các cường quốc như thế nào để đừng phương hại tới các lợi ích quốc gia. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ mong muốn nhận thêm các tàu tuần duyên mới để bảo vệ lãnh hải trong cuộc gặp người đồng cấp của Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo hôm 5 tháng 7. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận thông tin này và cho biết ông Abe trả lời rằng Tokyo sẽ thảo luận nhằm đáp ứng đề nghị này sớm nhất có thể. Cuối tuần qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tới tham dự hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 7 ở Tokyo. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã có các cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động lấp đất, lấn biển, xây đảo nhân tạo nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông. Tuy nhiên, hai ông không đề cập đích danh tới Trung Quốc. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản đã đồng thuận về việc phải duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hai bên còn thảo luận về việc hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Có tin cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng sắp tới. Theo dự kiến, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ghé thăm Washington sau khi đến dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo, bác bỏ đòi hỏi của những chủ nợ quốc tế áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng đối với Athens để đổi lấy những khoản cứu nguy tài chính mới. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 61% cử tri đã cự tuyệt những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo châu Âu rằng phớt lờ lời kêu gọi của họ áp đặt thêm những biện pháp kiệm ước có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Hàng ngàn người Hy Lạp đã tụ tập ở quảng trường chính của Athens đêm hôm qua để hoan nghênh kết quả trưng cầu dân ý. Nhiều người reo hò, không, không. Thủ tướng Alexis Tsipras, người đã kêu gọi bỏ phiếu không, cho biết Athens sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán và rằng kết quả này củng cố vị thế của ông để đạt một thỏa thuận. Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã từ chức hôm thứ Hai. Trước đó, ông nói rằng ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân Hy Lạp bỏ phiếu ủng hộ việc chấp nhận những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng. Ông Varoufakis thường xuyên xung đột với các chủ nợ trong vài tháng qua. Một vài ngày trước,
Ông cáo buộc Liên minh châu Âu là khủng bố bằng cách đe dọa người dân Hy Lạp bỏ phiếu theo ý muốn của EU. Khi Athens vỡ nợ, không thanh toán được 1,8 tỷ đô la cho IMF vào tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết một cuộc bỏ phiếu với kết quả không đồng ý những biện pháp kiểm ước sẽ là dấu hiệu cho thấy Hy Lạp muốn rời khỏi khu vực đồng euro và tách ra khỏi châu Âu về mặt chính trị. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc Athens là không chịu thực hiện thêm bất kỳ cải cách kinh tế nào, trong khi người dân Hy Lạp nói rằng họ đã hy sinh quá đủ và cảm thấy bị bắt làm nô lệ cho các chủ nợ. Một máy bay phản lực của Iraq đã thả xuống một quả bom tại một khu phố ở phía đông thủ đô Baghdad hôm thứ Hai, giết chết ít nhất 7 người trong một vụ việc mà quân đội nước này mô tả là một tai nạn. Phát ngôn viên cho biết chiếc máy bay phản lực Sukhoi do Nga chế tạo đã gặp trục trặc kỹ thuật, khiến cho máy bay thả bom trong khi đang quay trở về căn cứ. Vụ nổ đã phá hủy nhiều nhà cửa và cũng làm bị thương ít nhất 11 người. Chiếc máy bay đã tham gia các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo và đã chiếm giữ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi năm ngoái. Quân đội Iraq đã tiến hành các cuộc không kích cùng với liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, trong khi điều động binh sĩ chiến đấu giành lại lãnh thổ. Lực lượng ủng hộ chính phủ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng những kẻ chủ chiến vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ bị chiếm giữ, trong đó có một số thành phố lớn. Hàng ngàn tín đồ Công giáo đã cắm trại qua đêm tại Ecuador để chờ đón Đức Giáo hoàng Francisco đang có chuyến thăm ba nước Nam Mỹ với một thánh lễ ngoài trời ở thành phố Guayaquil ở phía Tây Nam. Hơn 1 triệu người dự kiến sẽ tham dự thánh lễ hôm thứ Hai. Đức Giáo hoàng dòng tên 78 tuổi đã đáp máy bay tới thủ đô Quito của Ecuador hôm Chủ nhật, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm. Giới chức chính phủ và chức sắc của giáo hội đã đón tiếp ông. Tại thành phố Guayaquil, Đức Giáo hoàng đến thăm những em nhỏ bị ung thư, người già neo đơn và những người nghèo nhất trong thành phố. Đức Giáo hoàng dự kiến sẽ quay trở lại thủ đô Ecuador vào ngày thứ Ba để cử hành thánh lễ tại công viên 200 năm của thành phố trước khi đến Bolivia và Paraguay. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ không ghé thăm quê hương của ngài là Argentina trong chuyến du hành thứ 9 của ngài ra nước ngoài trong 2 năm qua. Tuy nhiên, ngài dự định sẽ về lại trong năm sau. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại, về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, Facebook VOA Tiếng Việt hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về voabạnlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.